Em cứ nghĩ là chị phải chọn mấy bộ màu hồng gọi là giống như mấy bộ ở nhà mà chị chọn lắm cơ. Tại sao bây giờ lại chọn màu đen với màu vàng? Chị thấy nó dễ thương với lịch sự. Che bớt cái chân á, giống như cái chân của chị hơi cong nè. Độ dài váy của chị á là sẽ phải từ đầu gối qua, tức là ở giữa bắp chân thì nó mới làm che đi cái khuyết điểm của chị được. Thế thì bây giờ mình sẽ thử lựa chọn cho chị một bộ đồ khác và một cái lối make up khác hoàn toàn với chị thường ngày. Chị có sẵn sàng để em làm điều đấy cho chị không? Rồi, tin tưởng em. Rồi, ok, thế thì mình đi thay đồ ha. Bởi vì bản thân chị Long là một người có cái tâm hồn rất là lãng mạn và dễ thương, nên là mình sẽ phải lựa chọn cái tông màu cũng như là cái form dáng hơi một chút bánh bèo nữ tính, nhưng mà vẫn phải tôn lên được cái vòng eo của chị, bởi vì là bản thân chị bây giờ hiện tại đang mặc đồ rất là suông và rộng, che hết đi ba vòng của mình, cho nên là mình sẽ phải lựa chọn những cái trang phục nào mà có thể làm tôn lên ba vòng nữ tính của mình. Ấn tượng với đôi mắt biết cười và mái tóc ngang vừa chấm mắt, giỏi việc gia đình, luôn lắng nghe và chia sẻ với cộng đồng là những gì mà chúng tôi cảm nhận ngay lần đầu tiên gặp chị Vương Kim Long. Sau nhiều năm hoạt động công tác từ thiện, chị Kim Long muốn dành tặng cho mình một món quà mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn nhận được, đó là việc làm đẹp cho bản thân. Cùng trò chuyện với chị Kim Long ngay bây giờ. Lúc trước thì chị làm bảo mẫu, còn anh thì làm điện tử rồi với buôn bán tại đây nè. Trước đó thì anh chị cũng tham gia gần hơn một năm là thiện nguyện, có nghĩa là mình đến bệnh viện mình trao tiền, mình trao phần ăn rồi cũng như là cơm hay là cháo gì đó. Hồi xưa thì mẹ chị bị ung thư, mẹ chồng bị ung thư á, thành ra là chị cũng ăn cơm từ thiện. Thành ra anh chị nói là nếu sau này anh chị có đủ điều kiện thì anh chị sẽ nhất định sẽ làm giống như vậy. Là tận dụng mặt bằng nhà mình luôn, có nghĩa là mình chỉ tốn kinh phí là duy trì thôi. Dạ. Từ khi mà ước mơ mở quán hay là cái gì hết là đều có chồng chị đồng hành với chị hết. Rồi mẹ chồng chị, ba chồng chị, mẹ ruột chị và những cái người bạn bè. Tuyệt vời quá. Với cái công việc đã rất là bận rộn như vậy, em biết rằng chị cũng phải tiết kiệm tiền để làm những cái công việc thiện nguyện của mình đúng không? Trước giờ là mình thuộc dạng là cũng không phải gọi là theo thời trang nhiều, có gì mặc nấy đơn giản thôi. Rồi thứ hai nữa là sau mà khi mà mình mở cái quán này ra thì lại càng đơn giản hơn. Thứ nhất là tiết kiệm chi phí, thứ hai là chị trang phục của chị chỉ là vậy thôi, để chị lịch sự á. Giống như mình mà mình phục vụ cho cô chú á, mình lịch sự á, thành ra cái nhu cầu làm đẹp của mình hình như là mình không thấy luôn. Mà viết thì nhiều khi mình nhìn vô gương mình cũng biết mình như thế nào luôn á. Anh nói là anh thấy từ lúc mà em mở quán thì ra giống như liếc mà em không có lo cho bản thân mình. Đó thì anh thích là giống như là em lo cho xã hội nhưng mà em cũng phải đẹp. Đó thì sẵn chị biết chương trình này, chị muốn tham gia để thử coi mình nếu mà mình diện lên chút coi mình có khác không. Có trời ơi, kiếm đâu ra được một người chồng mà vừa đồng hành cùng với mình trong những cái công việc mà mình mong muốn rồi những cái ước mơ của chị, xong rồi lại còn rất là ủng hộ mình trong việc làm đẹp nữa. Bây giờ em có thể gặp được cái nhân vật gọi là người chồng quốc dân này được không, cho em hỏi thăm anh một vài điều được không? Anh có nhà không chị? Có. Hai vợ chồng cưới nhau đã được bao lâu rồi ạ? Lấy nhau hai bé thì cũng được 8 năm rồi. À, là mình đã có hai bé rồi. Dạ. Ủa anh 9 năm mà anh? Hả? 9 năm. Trời ơi, chết rồi. Cưới vợ 9 năm mà dám nói 8 năm. Quá trời. Vậy trước khi mà mình cưới nhau á thì chị nhà có phải là một người biết chăm sóc cho bản thân không anh? Mới quen rồi cưới, rồi về nhà thì cũng có sửa soạn này kia. Nhưng mà cuộc sống rồi cũng có hai bé thì cũng bận bịu, nên cũng bớt lại. Rồi đến lúc buôn bán thì cũng ít thời gian để mà chăm sóc cho bản thân mình. Em nghe chị nói là anh là một người rất là cổ vũ chị về việc làm đẹp đúng không? Anh không sợ là giống như chồng là sợ vợ đẹp rồi mất vợ hay sao á? Không, thật sự thì làm đẹp là phụ nữ thì cần làm đẹp. Thì em cũng muốn là vợ mình sẽ làm đẹp hơn, mặc dù là biết công việc rồi con cái này kia thì nó cũng bận bịu nhiều. Nhưng mà tốt nhất thì cân đối với toàn thì sẽ tốt hơn. Anh chị mà khi mà chưa có tham gia con đường thiện nguyện nhiều á thì anh chị cũng hay đi du lịch. Có nghĩa không phải là mình giàu vậy em, nhưng mà thích là một năm gì đó mình đi một hai lần để mình dẫn con cái đi, với lại mình làm việc cũng vất vả rồi mình muốn là thư giãn á. Thì mỗi lần đi về thì chị cũng mua sắm, mua quần, mua áo, mua giày, mua dép, nói chung cũng không phải là hàng mắc tiền, cũng chừng 100 mấy 200 thôi, nhưng mà là thích chân diện vậy đó. Nhưng mà rồi sau này khi mà bắt đầu chị gặp được những cái hoàn cảnh khó khăn rồi bệnh tật này kia, bắt đầu là trong đầu mình suy nghĩ khác,
Có nghĩa là nếu mình bớt mua lại những cái đó thì mình sẽ giúp được cho những người khó khăn hơn. Rồi từ từ bắt đầu là dẹp từ tới bây giờ là coi như không mua cái gì luôn á. Cách đây là khoảng gần 2 năm là chị không có mua sắm gì nữa trơn. Anh thì anh biết chị cũng không mua, anh chở đi mua là mua 4 cái anh. 4 cái. 4 cái 4 màu hay 4 cái 1 màu? Sơ mi nhưng mà cái màu khác nhau. Chị thích chụp hình. Thích chụp hình gia đình hả chị? Chụp gia đình, chị không thích chụp một mình đâu. Trên Facebook của chị không bao giờ chị đăng mình kỷ niệm. Luôn là từng khoảnh khắc giống như lúc chị cưới là chị chụp đúng không? Rồi chị có bầu bé đầu chị cũng chụp. Rồi mỗi năm cái là con nó lớn lên, mỗi năm trôi qua là vợ chồng con cái đều chụp hết. Mà có cái không chịu là đòi cắt mắt hoài à. Mắt một mí cũng đẹp mà, con nó đẹp riêng chứ. Không, hồi lúc trước đòi chứ giờ hết rồi. Tại hồi lúc trước là nhiều người ghẹo nói là tí hí mắt lương á. Thành ra nói là mày cười, ta tưởng mày ngủ không à. Rồi anh cũng ghẹo nói là cái gì. Em nói chuyện với anh mà sao em coi thường anh, sao em cứ ngủ hoài vậy. Nói chuyện với anh mở mắt ra, nói chuyện với anh mà cứ nhắm mắt hoài à. Đó, người ta kiếm chuyện để nói trong cuộc sống thôi. Đi tiệc đồ là mình cũng mặc đầm này kia, cũng mang giày cao gót. Nhưng mà trang điểm thì không có đi tiệm. Chị chỉ tha son rồi đánh miếng phấn lên vậy thôi à. Ở đó lúc mà đám cưới chị của chị có mua cái máy uống tóc giả. Ví dụ tóc thích thì chị uống dài lọn chơi vậy thôi. Tổng thời thôi cũng để tự nhiên. Hồi đó có uống 1-2 lần uống hư chị tự cắt luôn. Cắt lên luôn. Lúc nào cũng làm máy ngang vậy nè. Không biết là để lên nó có khác không. Hồi xưa thì có tự ti chứ còn đối với chị bây giờ thì chị cũng không buồn nhiều. Tại mình thấy mình cũng may mắn rồi. Cái chân của chị hơi dòng kiền nè. Rồi mình cũng không có được cao. Rồi da thì mụn, mắt thì hí. Rồi sao nữa ta? Nói chung là ba vòng thì không có nổi trội. Rồi bây giờ hỏi chồng nè, anh cảm thấy là điểm nào mà anh thích nhất? Thích nhất là cái nụ cười. Cười rất là tươi. Biết chia sẻ, giúp đỡ những người khó khăn. Ủa còn thích là gì? Nếu như cho em một điều mong muốn vợ em phải thay đổi thì em mong muốn đó là điều gì? Nề nếp lại, để em đỡ coi. Có điều thôi, nề nếp lại đúng không? Dạ. Chị hay quên á, bên trước bên sau đồ đạc gì á, hay để tùm lum á. Giống như là anh mua cho chị cái này xong rồi hồi là về chị để đâu chị không nhớ. Mà hở chút cái, anh ơi, cái áo em đâu anh ơi. Anh ơi, nó dài em đâu anh ơi. Cái nhiều khi anh nói em phải tập giống như là ngăn nắp lại, nề nếp lại. Khi mà tham gia chương trình là chị mong muốn điều gì? Chị hào hứng là thứ nhất là chị muốn mình, có nghĩa là để thử coi mình ở một cái diện mạo khác đẹp nhưng mà trong vừa phải thôi. Đừng có gọi là nó xẹt, nó nhìn lè lẹt quá không được. Đang làm công tác thiện nguyện mình không thể lè lẹt quá được. Mời Bông lên coi cái tủ của chị nha, tủ quần áo của chị là em biết liền. Dạ rồi, ok, sẵn sàng. Đáng lẽ tủ này của chị, tủ này của anh, nhưng mà chị chiếm luôn bên này. Chiếm luôn mấy cái à, còn này áo của anh. Đây là em thấy có một bộ đầm vui đám cưới nè, nó cũng hơi cũ nè. Cũng đi đám cưới nè. Mà giờ không có mua nữa. Như là giặt xong xếp vô rồi mặc tới đâu ủi tới đó. Mặc sơ mi cùng với cả quần như chị đang mặc ha. Cái quần đen này đi kia, quần thun mà có 40.000 cái à. Cái này chị thích nhất nè, mà mặc hết vừa rồi. Gần 7 cái đám cưới rồi. 7 đám cưới rồi. Trời ơi, một cái đầm mà mặc tới 7 cái đám cưới là biết bà tận dụng cỡ nào luôn rồi đó. Không có bỏ, tại vì hơi tiếc. Nè, cũng đuôi mà nó bị xét luôn rồi nè. Rồi, ok, chị cho em xem chị có đồ make up gì nè. Son này hồi đó là chị làm mẫu phụ huynh cho. Thật sự luôn là em đoán không nhầm nha, cái son này chắc cũng phải 2 năm hơn chưa? 2 năm hơn rồi. Không xài được nữa nha, son là 1 năm mở nắp thôi là đã không xài được nữa rồi, xài là rất là hại cho da đó. Còn cái son này là gì chị cho? Còn hộp phấn này mà mở ra chắc mắc cỡ lắm á nha. Trời đất ơi, cái hộp phấn này mà vẫn còn giữ được. Mẹ chồng chị còn xịt hơn chị nữa. Mẹ chồng chị đi đâu là phấn son lên là xịt đó. Đó, thấy không? Thực ra cái việc làm đẹp á, nó giúp cho bản thân mình tự tin hơn là một việc. Nhưng mà nó còn đem đến cái hạnh phúc cho người mà ở bên cạnh mình, yêu thương mình nữa. Chứ còn nếu mà chị cứ không chăm lo cho bản thân, nhiều khi người ta cũng cảm thấy áy náy vì ở bên cạnh họ mà chị không có thời gian để chăm chút cho mình á. Em nói đúng á, em nói đúng. Anh nói nhiều khi em làm vậy, còn nhiều khi người ta nghĩ là giống như anh không có lo lắng cho em đàng hoàng, giống như để em thiếu thốn. Bữa mắc cười lắm chị á, tại vì chị đó vậy nè. Thôi sơ mi này bạn em có đầy luôn á. Em xin nó là nó cho đầy, anh đâu có chịu. Anh không có chịu. Đúng rồi. Anh nói là em làm vậy rồi người ta nghĩ là anh không có mua được cho em nữa. Đó, nó là cái tự trọng của đàn ông. Đúng rồi. Cho nên em nghĩ là sau chương trình này chị phải cố gắng lên nha. Dành thời gian cho mình nha.
Thôi được rồi, thì bây giờ mình thử đi đến một cửa hàng thời trang. Và ở đó thì em hy vọng là có thể tìm kiếm được một cái phong cách nào đó phù hợp với chị, và sẽ thay đổi chị được đôi chút ha. K&K Fashion đã trở thành một thương hiệu thời trang công sở được các quý cô văn phòng ưa chuộng bởi những thiết kế mang tính ứng dụng cao cùng kỹ thuật cắt may công phu, tôn lên được những đường cong quyến rũ của người phụ nữ, vừa lịch sự nơi công sở vừa đáng yêu để dạo phố. Mình đang có mặt ở một cửa hàng thời trang ha. Và bây giờ chị Long hãy đi chọn cho em hai bộ đồ mà chị cảm thấy là phù hợp với mình nhất. Xong sau đó mình sẽ nói chuyện tiếp. Ok, rồi, đi chọn đi. Chọn mấy bộ màu hồng gọi là giống như mấy bộ ở nhà mà chị chọn lắm cơ. Tại sao bây giờ lại chọn màu đen với màu vàng? Chị thấy nó dễ thương với lịch sự, che bớt cái chân á, giống như cái chân của chị hơi cong. Độ dài váy của chị á là sẽ phải từ đầu gối qua, tức là ở giữa bắp chân, thì nó mới làm che đi cái khuyết điểm của chị được. Thế thì bây giờ mình sẽ thử lựa chọn cho chị một bộ đồ khác và một cái lối make up khác hoàn toàn với chị thường ngày. Chị có sẵn sàng để em làm điều đấy cho chị không? Rồi, tin tưởng em. Rồi, ok, thế thì mình đi, đi thay đồ ha. Bởi vì bản thân chị Long là một người có cái tâm hồn rất là lãng mạn và dễ thương, nên là mình sẽ phải lựa chọn cái tông màu cũng như là cái form dáng hơi một chút bánh bèo nữ tính, nhưng mà vẫn phải tôn lên được cái vòng eo của chị. Bởi vì là bản thân chị bây giờ hiện tại đang mặc đồ rất là suông và rộng, che hết đi ba vòng của mình, cho nên là mình sẽ phải lựa chọn những cái trang phục nào mà có thể làm tôn lên ba vòng nữ tính của mình. Một trang phục đẹp luôn không thể thiếu một mái tóc đẹp. Đồng hành cùng nhân vật của chương trình tuần này là Hitomi Beauty Salon. Hãy cùng chờ xem các chuyên gia sẽ thay đổi diện mạo chị Yến Ngọc như thế nào. Với khuôn mặt của chị thì đầu tiên là em chỉnh cái má trước. Bởi vì cái má của chị hiện tại là nó phủ cả cái mặt của mình luôn rồi, nó làm cho cái mặt của mình nó bự hơn, nó không có được tròn. Thì bây giờ em sẽ lấy cái má ít lại tiếp. Em sẽ nhuộm cho chị những cái màu mà nó hạt dẻ nè, để nó tôn cái da của chị hơn, làm cho da chị nó sáng hơn một xíu. Cái này là em có thể là làm phòng cho chị nhẹ luôn nè, để đi đâu mình không cần phải tạo kiểu gì hết, mà mình chỉ cần lấy cái cây được trái tròn á, mình chạy nhẹ thôi là nó đã cấp tẩm tự nhiên rồi, không cần là phải kẹp kiểu nhiều. Về gương mặt của chị Long, điểm nhấn có thể là do là đau mắt là nhiều hơn. Tuy là nhỏ nhưng mà để lại cho người ta ấn tượng rất là nhiều. Đúng rồi, tại vì mắt này là mắt cười đúng không, mình cũng là mắt đẹp đó chứ không phải là mắt xấu đâu nha. Nên là mình sẽ chủ yếu là mình làm cho làn da của mình nó mịn màng hơn. Mắt thì không cần phải đánh màu nhiều quá đâu, tại vì nếu mình càng làm nhiều thì mắt của chị sẽ càng nhỏ hơn á, màu mắt mình sẽ không có đánh nhiều, nên là mình sẽ tạo điểm nhấn cho cái màu sau môi một tí. Bây giờ sẽ là màn xuất hiện của nhân vật chính của chúng ta. Và Bông biết rằng là ở đây còn có những nhân vật cũng hồi hộp không kém quý vị khán giả. Đó chính là chồng cũng như là con gái và con trai của chị Long. Anh có cảm thấy hồi hộp khi mà sắp sửa gặp vợ mình với diện mạo khác không? Dạ, cũng rất hồi hộp. Có thể là cá tính hơn một tí. Cá tính hơn một chút xíu hả? Anh muốn như vậy đúng không? Dạ. Còn con gái? Dạ. Từ sáng đến giờ không gặp mẹ, có nhớ mẹ không? Dạ. Bình thường ở nhà mẹ có sinh không? Với con mẹ có sinh không? Dạ. Thì bây giờ sẽ sinh hơn nha. Rồi ok, bây giờ mình đếm từ 1 đến 3 để gọi mẹ ra nha. 1, 2, 3. Xin mời chị Long. Ôi trời, chết rồi, không nhận ra mẹ à? Không nhận ra mẹ à con? Cái mặt gì kì vậy?
thấy lạ hơn mọi ngày. Lạ hơn mọi ngày là đẹp hơn hay là không đẹp? Đẹp, đẹp hơn hả? Thấy mắt to không? Ừ, to hơn. Hồi nãy khi mà mở màn ra thì chị Long cảm thấy như nào? Mình không nghĩ là mắt mình to được vậy. Thấy là mà coi như mắt to lên rồi. Cái tóc thì đó giờ thật sự là chưa bao giờ nhuộm lần nào hết. Thì bây giờ là cái màu nó khác thì nhìn mình cũng khác hơn. Đây là lần đầu tiên nhuộm tóc. Đúng rồi, đây là lần đầu tiên nhuộm tóc. Với lại cũng không có mặc cái mấy cái trang phục mà nó hơi hở. Hy vọng rằng là cái trải nghiệm này sẽ là một món quà mà trong suốt những cái thời gian qua rất là nhiều năm chị làm thiện nguyện. Rất là cảm ơn chị và hy vọng là chị sẽ thích cái món quà này ha. Chúc mừng ra chị đã có một cái gia đình rất là tuyệt vời như này. Bạn make up và cũng như bạn hair stylist sẽ chia sẻ cho chị một số những cái kinh nghiệm để sau này nếu như mình chụp hình gia đình là mình cũng có thể có kinh nghiệm tự làm đẹp cho bản thân đúng không? Dạ, em đã thiết kế chị cho một cái khởi đầu thật là đẹp, nhưng mà hy vọng về nhà chị vô khó xài thêm dầu gội giữ màu để cái màu của mình nó không có bị tụt màu nhiều, và mình và chị xài thêm dầu sản phẩm chăm sóc tóc. Và em hy vọng là từ đây về sau ngày nào chị cũng đẹp như hôm nay. Đấy là điều hy vọng của tất cả mọi người. Rồi. Quyên có chia sẻ gì với chị Long không? Da của chị Long thì hơi khô á. Về nhà mình chịu khó mình dưỡng thêm một ít serum. Thì chịu khó chăm da một tí xíu thôi, mỗi buổi tối với lại sáng sớm xức thêm một ít serum dưỡng. Rồi mình bắt đầu vào công việc thì để cho làn da của mình nó sẽ tươi trẻ hơn. Rồi cảm ơn em Bông. Cảm ơn em làm cho tóc cho chị. Dạ. Rồi cảm ơn em trang điểm giùm cho chị luôn. Cũng thay mặt gia đình xin cảm ơn chương trình cũng đã mang lại một cái sự thay đổi rất là thú vị. Thì cũng chúc chương trình ngày càng phát triển. Dạ cảm ơn anh. Nhãn hàng K&K Fashion đã tặng luôn cái bộ trang phục này cho chị Long. Và chương trình Tự Tin Để Đẹp đến đây cũng là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những chương trình sau. Xin chào.